chợ hải sản Cửa Lò. Cá to rồi. Sáng nay là tôi đi ba tư tắc ra Cửa Lò biển chợ hải sản. Cháo này mình cháo cua thì rồi thì cua mình bán tiết còn 2.1 cân. Còn về nãy cũng thế. Ba cứ hỏi. Đề kìa. 8. 2.1 cân. Đây là cái này đưa chân thành cho. Ai đi đâu ấy? Chào anh. Trong này cũng hải sản. Đây là trong chợ các bác nhé. Đâu ăn đâu ăn. Đi ra ngoài không có cái gì ra ngoài. Bao nhiêu hơn? Cái này thì nó rất bảo vệ. Từ ngoài này vẫn đầu hơn các bác, chợ đầu hơn ở trong. Bye.
đi, vào đi. Mà đổ bớt nước đi. Này tôi đi hơi muộn các bác. Chẳng còn gì. Tính tiền đấy. Tính tiền phở với một trong không quan đi. Không còn không ăn đâu. Tôi mới hỏi đâu, hỏi của nhà ấy đi buôn lấy tôi lại đi buôn với trần để bà đâu. Đây mua cá cho vợ bà đóng thì là lấy 40.000 thì thôi. Mua thì to gạt thông như là mua cá. Chứ mua cá gì đây? Kìa xe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.